Xin chào tất cả các em. Xin mời các em cùng đến với chương trình sách tiếng Anh lớp 8. Ở phần này chúng ta sẽ tiếp tục đến với Unit 8 Shopping, chủ đề mua sắm. Lesson 6, Skills 2, tiết số 6, phần Skills 2, kỹ năng số 2. Nhóm kỹ năng số 2 sẽ bao gồm kỹ năng listening, kỹ năng nghe và writing, kỹ năng viết. Bây giờ xin mời các em cùng đến với phần bài học. Hãy cùng trả lời các câu hỏi sau. Have you ever shopped online? Bạn đã bao giờ đi mua sắm online chưa? What do you need to shop online? Bạn cần gì để mua sắm online? Listening vocabulary. Nghe. Từ vựng của phần nghe. Access. Sự tiếp cận, quyền truy cập. Purchase. Động từ mua sắm. Shipping, danh từ việc chuyển hàng, giao hàng. Và chúng ta hay gọi là ship ấy, gọi shipper đấy ạ. Overshopping, động từ mua sắm quá đà. Number one, work in pairs, discuss and take the things related to online shopping. Làm việc theo cặp, hãy thảo luận và tích vào những thứ liên quan đến việc mua sắm trực tuyến. Number one, Internet access. Yes, okay. Đầu tiên là phải có quyền truy cập vào Internet. Number two, traveling. No. Number three, a smartphone or laptop. Yes. And number four, a credit card. Yes, thẻ tín dụng. Number Listen to a talk about online shopping and fill in each blank with a suitable word. Hãy nghe bài nói chuyện về việc mua sắm trực tuyến và điền vào chỗ trống với một từ phù hợp. Vậy thì chúng ta sẽ cần nắm được chủ đề bài này sẽ nói về việc mua sắm trực tuyến. Tại câu số 1, chúng ta sẽ cần một danh từ đúng không ạ? Câu số 2 thì sẽ cũng có một danh từ để mô tả về website. Number 3, chúng ta sẽ có danh từ tiết kiệm thời gian và cái gì? Number 4, nếu mà bạn trả lại hàng hóa thì bạn phải trả cái gì? Cũng là danh từ sau mạo từ. Vậy thì tất cả bài này chúng ta đều điền danh từ. Kem nhé. Được, xin mời kem cùng chị lắng Unit 8, Shopping, nghe. page 89, Skills 2, Listening, Activity 2. Listen to a talk about online shopping and fill in each blank with a suitable word. Online shopping is buying a product or service over the internet. Online shopping is easy. You visit a seller's website, select the product you want to buy, and order it. You can pay online or when you get the product. Online shopping is convenient. With internet access, you can purchase anything at any time from anywhere. It could be a meal, a gift for a friend, or even an English course. You can save the trouble of traveling, time, and money. However, shopping online has disadvantages too. Firstly, the products you receive are sometimes not exactly what you expect. Secondly, when you are not happy with a product, you can return it, but you have to pay for the shipping. Thirdly, you can easily become a shopaholic because it is easy and there are many products to choose from. You may find it hard to stop yourself from overshopping. You may even buy things you don't really need. Ở đây thì chúng ta có câu số 1, chúng ta có từ service là sản phẩm hoặc là dịch vụ. Number 2, sellers, cái website là trang web của người bán hàng. Number 3, money, tiết kiệm được thời gian và tiền bạc. Number 4, có từ shipping, ở đây là phải trả cho cái việc vận chuyển giao hàng. And number 5, shopaholic, có nghĩa là cái việc mà nghiện mua sắm ạ, là một người nghiện mua sắm. Number 3, listen again and choose the correct answer A, B or C. Nghe lại và chọn đáp án đúng A, B hoặc C. Thế đây chúng ta hãy cùng nghe
Tại cái bài này thì chúng ta sẽ cần phải gạch chân những cái từ keyword trong câu để khi mà chúng ta nghe thì chúng ta sẽ bám chắc các từ keyword đó và chọn được đáp án đúng các em nhé. Bây giờ các em hãy lắng nghe. Unit 8. Shopping. Page 89. Skills 2. Listening. Activity 3. Listen again and choose the correct answer, A, B, or C. Online shopping is buying a product or service over the internet. Online shopping is easy. You visit a seller's website, select the product you want to buy, and order it. You can pay online or when you get the product. Online shopping is convenient. With internet access, you can purchase anything at any time from anywhere. It could be a meal, a gift for a friend, or even an English course. You can save the trouble of traveling, time, and money. However, shopping online has disadvantages too. Firstly, the products you receive are sometimes not exactly what you expect. Secondly, when you are not happy with a product, you can return it, but you have to pay for the shipping. Thirdly, you can easily become a shopaholic because it is easy and there are many products to choose from. You may find it hard to stop yourself from overshopping. You may even buy things you don't really need. Khi em đã nghe xong, chúng ta cũng đã chọn được câu đáp câu trả lời cho các cái câu này của mình. Number 4. Work in pairs. Choose type of shopping from the list. Discuss and take notes of its advantages and disadvantages. Làm việc theo cặp. Hãy chọn một loại hình mua sắm từ danh sách, thảo luận và ghi chép về những lợi ích, advantages và những bất lợi, disadvantages là những bất lợi ạ. Bây giờ chúng ta cùng đến với loại hình số 1, shopping online, mua sắm trực tuyến. Vậy thì nó có những lợi ích như sau. Advantages, easy, convenient, save the trouble of traveling, time and money. Disadvantages, the products you receive might not exactly be what you expect. You can return an item, but you have to pay for the shipping and you can easily become a shopaholic. Sản phẩm mà bạn nhận được có thể không chính xác là cái mà bạn muốn. Bạn có thể trả lại một mặt hàng, nhưng bạn phải trả cho cái việc vận chuyển và bạn có thể dễ dàng trở thành một cái người nghiện mua sắm. Number 2, shopping at a supermarket, mua sắm ở siêu thị. Advantages, easy, convenient, availability of many goods under one roof. A lot of promotions, don't have to bargain, save from heat and rain, no need to travel to multiple shops. Thật là dễ này, tiện lợi này. Sẵn có những cái hàng hóa, cái từ goods ở đây là hàng hóa dưới một mái nhà thôi. Rất nhiều cái sự ưu đãi, khuyến mãi, promotions, không phải mặc cả, bargain. Không phải phải chịu nắng mưa, không cần phải đi lại tới các cửa hàng khác nhau. Disadvantages, unnecessary shopping because of discounts and convenience. Việc mua sắm không cần thiết bởi vì các cái đồ gọi là giảm giá và tiện rất là tiện lợi ạ. Number 3, shopping at an open air market, mua sắm ở chợ ở gọi là chợ ở ngoài trời đấy, chợ truyền thống. Vậy thì chúng ta có những lợi ích như sau. You can bargain, sellers can share advice about the things you buy. You can test what you buy, breadfruit, develop close relation between sellers and buyers. Bạn có thể mặc cả này, người bán có thể chia sẻ lời khuyên về những thứ bạn mua. Bạn cũng có thể thưởng thức các cái loại đồ ăn trước khi mua, phát triển mối quan hệ gần gũi giữa người bán và người mua. Of course, there's some disadvantages you need to focus here. Limited operation hours. Những cái giờ gọi là giờ mở cửa có hạn thôi. The number of sellers depends on weather. Số lượng người bán phụ thuộc vào thời tiết. Not easy to return items. Không dễ để trả lại hàng. Affected by weather, hot, rainy, snowy, bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Often lacks parking lots, thường thiếu chỗ đỗ xe. Rất là thú vị về các cái thông tin của các cái trung tâm, các cái nơi mua sắm. Number 5, write a paragraph
About 80 to 100 words about the advantages or disadvantages of a type of shopping. Use the ideas in four. Hãy viết một đoạn văn khoảng 80 đến 100 từ về lợi ích hoặc là bất lợi của một loại mua sắm. Sử dụng ý tưởng ở bài 4. You can use the suggestions below. Sử dụng những cái gợi ý bên dưới. Shopping is interesting, convenient, safe. Firstly, secondly. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với bài mẫu nhé. Often go shopping at the open air market near my house. However, there are some things I do not like about it. Firstly, it's outdoor. On rainy or hot days, it's uncomfortable to shop. Secondly, the sellers usually ask for higher price than the value of the goods, so you have to bargain. It's not easy if you do not know the actual price of an item. Another disadvantage is hygiene. Fresh products like vegetables are often not very clean. Tôi thường đi mua sắm ở chợ ở ngoài trời gần nhà tôi. Tuy nhiên thì cũng có một vài thứ mà tôi không thích. Đầu tiên nó ở ngoài trời. Và những ngày mưa hay là ngày nắng thì nó không tiện lợi để đi mua sắm. Thứ hai là người bán thường yêu cầu giá cao hơn giá trị của hàng hóa. Do vậy tôi lại phải mặc cả. Không dễ dàng nếu bạn không thực sự biết giá của một mặt hàng. Cái bất lợi khác đó là cái vấn đề vệ sinh. Những sản phẩm sạch như là rau thì thường không được sạch lắm. Vậy thì sau bài này em đã được nghe một bài nghe về việc mua sắm trực tuyến, viết một đoạn văn về lợi ích và bất lợi của một loại hình mua sắm. Em hãy làm bài tập trong sách cũng như là ghi chép đoạn văn vào trong sổ của mình nhé. Hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo.